Xin chào mọi người nhé. Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn mẫu ghế Magni ở chân vàng đậm bên mình cho các bạn xem nhé. Đây, ghế này đây, các bạn có thể đệm rất chi là dày dặn nhé và đẹp nhé. Các bạn có thể xoay được 360 độ nhé và nâng lên hạ xuống từ 60 đến 80 cm nhé các bạn. Chân ghế hàng nhập khẩu rất chi là bóng và đẹp. Kim loại sơn tĩnh điện chống rỉ nhé các bạn. Đấy, rất chi là êm này. Cái này ngoài ra mình còn có chân bạc nữa. Thì tùy vào nhu cầu của các bạn thì các bạn có thể chọn mẫu mã cho phù hợp với mình nhé. Thôi mình quay qua một đoạn vậy thôi. Các bạn cần hỗ trợ gì cứ nhắn tin cho shop nhé. Mình cảm ơn các bạn.